Đây là cảnh chiết Juliet mọi người nhá. Đây, cảnh chiết đây. Mình quay trực tiếp cho các bạn xem cảnh chiết Juliet ở trên cây nhá. Đây là luống Juliet này. Đây là luống Juliet này. Mới bấm hết hoa rồi mọi người nhá. Đây, rễ của nó này. Những cái cành này thì chưa có cắt. Đấy. Đây là cảnh chiết Juliet này. Một luống này toàn là Juliet mọi người nhá. Đó, còn ở phía bên này thì xin được giới thiệu với tất cả các bạn. Đây là hàng hoa hồng The Pot White. Một giống hoa hồng có màu vàng và nó rất là giống Molinus. Ở đây là toàn bộ những cây hoa hồng được trồng ở dưới đất, dưới ruộng. Thì nó phát triển rất là khỏe. Sau thời gian mình có thể chiết ra và các bạn trồng cái cành chiết đó thì nó cũng sẽ trở thành những cái cây nguyên bản. Còn tiếp theo là một số những cây hoa hồng mình quay và giới thiệu với tất cả các bạn. Nó đang phát triển ra nụ rất là đẹp. Đây là một cây Auladi. Với giống hoa hồng Auladi này thì về mùa hè nó vẫn phát triển khỏe giống như các giống hồng cổ của Việt Nam. Với thời tiết của mùa đông miền Bắc này thì cây phát triển rất là khỏe. Các bạn thấy là nó ra rất là sai nụ. Giống này về mùa hè thì cánh nó màu nhạt hơn, nhưng về mùa này màu nó rất là đậm. Quay vào điện thoại không bắt được cái máy quay kia. Nó kín nụ luôn, và khi mà nở thì nó kín hoa ở trên một cái cây như thế này. Các bạn thấy là nó có thể đến cả trăm nụ. Rất là sai hoa, giống Auladi này rất là sai hoa và phát triển rất là khỏe. Nếu như so sánh với những giống hồng cổ thì mình thấy nó cũng không thua kém gì nhiều. Đó, các bạn thấy không? Nụ nó rất là sai. Những cái cây mà chăm sóc mà nở được như thế này ở miền Bắc ấy thì nhìn nó rất là rực rỡ. Giống hồng Auladi này sắp tới thì mình cũng sẽ có một số những cành chiết. Các bạn có thể là sưu tầm giống này nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lên một cái danh sách cực kỳ nhiều giống hot. Ví dụ đây là một bó hoa hồng Juliet. Hoa hồng triệu đô này mình có hai bó, ngày hôm nay thì đã bắt đầu có cắt được cành chiết Juliet rồi mọi người nhé. Đây, cành chiết Juliet này. Đấy, các bạn thấy hoa của nó không? Một giống khác nữa mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó là giống hoa hồng William Shakespeare. Một giống của ông David Orton. Và Juliet cũng của ông David Orton. Nhưng mà các bạn thấy là hai giống này thì các bạn, nếu như các bạn trồng mà đúng cái thời tiết lạnh ở miền Bắc ấy, thì hoa nó sẽ rất là đậm. Lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem những cái video mình đã quay ở cái thời điểm năm ngoái. Hoa nở màu đậm, form rất là đẹp. Đây là bông hoa hồng William, một trong những giống hồng mà cực kỳ thơm, form cánh cụp. Và về mùa đông ở miền Bắc ấy, thì màu nó sẽ cực kỳ đẹp, rất là thơm các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình cắt rất là nhiều cành chiết, mình sẽ giới thiệu thêm với tất cả các bạn. Đặc biệt ở đây thì mình còn có cắt được một cái cành một thân này. Đây các bạn, nhiều bạn tò mò về cái cành một thân, mình quay cho các bạn xem nhé. Đây là cái cành chiết một thân mọi người nhé. Đây, cái cành chiết một thân đây các bạn nhé. Nó dài thoát thân khoảng 80cm. Mình chưa tháo ra nhưng mà có những cành sẽ phải dài đến 8-90cm một cái bó như thế này. Đây là một bó hoa hồng cây một thân, cây pát. Đấy, các bạn thấy này, rễ nó rất là đẹp. Và những cái cây này một thân, nếu như các bạn trồng để làm những cái cây tán một thân, cây tree, những cây hoa hồng thân gỗ ấy, thì rất là nhanh, bởi vì nó đã tạo được có một cái thân cơ bản rồi. Các bạn trồng khi nó ra mầm, sau đó nó lên tán ở phía trên thì các bạn sẽ tạo rất là nhanh. Đây là một cái bó hoa hồng cây một thân pát, hoa màu đỏ rất là đẹp. Ở đây thì mình có khoảng 20 cành. Cành rất là đẹp, nếu như các bạn muốn trồng những cây một thân, cây chi một thân ấy, thì các bạn có thể là sưu tầm cái giống pát này nhé. Giống này cũng rất là đẹp. Mình sẽ quay cho các bạn giống ở phía đằng sau mình đây nhé. Ngày hôm nay thì mình cắt được 1.400 cành. Thì tất cả các bạn có thể là nhắn tin qua trang fanpage Chuẩn Rốt Garden. Chúng ta có thể sưu tầm các cái giống qua đây. Mình sẽ trả lời tin nhắn cho tất cả các bạn và chốt đơn qua tin nhắn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay cụ thể các giống ngày hôm nay mình cắt được những cái giống gì. Tất cả các bạn sẽ xem cái danh sách này ở trên Facebook giúp mình nhé. Cơ bản thì hôm nay vẫn có những cái giống như hôm trước, ví dụ như là Flamingo, Kealock, Monica, và cổ Sapa, Hải Phòng, Sơn La Vàng, Mooncut, KJ, Via Song, Hồng Nhung Cổ, Serac, The Bot White, rồi Brin, Zed Eden, Spirit, Leo Hải Phòng, Flamingo, Blue Sky, Evangard, Lady Candle, Masura, Pajo Home, Via Song, Yellow, vâng, rất là nhiều những giống khác nữa. Thì những cái giống này mình sẽ tổng hợp thành một cái danh sách cụ thể. Tất cả các bạn có thể là xem qua Facebook của mình. Các bạn chọn danh sách nó sẽ dễ hơn. Đây là một bông hoa hồng của Sơn La này, đỏ Sơn La các bạn nhé. Cành thì rất là dài, nhưng giống hồng leo thường mình sẽ cắt ở những cái cành nó dài hơn một chút.
Thế còn những cành mà thuộc dạng hồng bụi thì nó sẽ ngắn hơn. Có những cành thì nó sẽ dài như hồng leo này. Nó dài tối đa thì mình chỉ để khoảng 65 đến 70cm thôi, bởi nó sẽ vừa cái kích thước của hộp. Bông nào, cành nào dài quá thì mình cũng sẽ phải cắt bỏ đi. Còn tất cả danh sách cành chiết thì mình đều công khai bán ở trên Facebook. Thì tất cả các bạn vào đó, các bạn xem cái danh sách thì mình sẽ chốt hàng qua đó sẽ dễ hơn. Có hai cái giống rất là quý và rất ít khi có cành chiết, như William Shakespeare và Juliet này thì tất cả các bạn ngày hôm nay có thể sưu tầm được. Còn những hôm khác thì có hôm khó, hôm không, nhưng mà gần như là rất là ít. Các bạn quan tâm đến hai cái giống này thì có thể là sưu tầm giống này nhá. Rất là đẹp, và sắp tới thì giống Juliet mình sẽ cắt được nhiều hơn. Hôm nay chỉ cắt được có khoảng, ở đây thì hai bó Juliet này chỉ khoảng được 40 cành thôi. Đấy, thì tất cả các bạn có thể là sưu tầm dần dần. William Shakespeare thì hôm nay mình cắt được hơn 100 cành nhá. Tất cả các bạn có thể sưu tầm giống đẹp như thế này nhá. Đây là lý do mình rất thích giống hoa hồng William Shakespeare, nhất là về mùa đông. Về mùa đông giống này nó có màu tím rất là tuyệt vời. Và rất nhiều giống có màu tím, nhưng không phải giống nào cũng có màu tím đẹp giống như William Shakespeare. Các bạn nhìn thấy không? Một màu tím rất là đẹp. Và đặc biệt hơn thì giống này có mùi thơm rất là quyến rũ, và mùi thơm nó tỏa tương đối là xa. Một cây William sai hoa thì nó có thể lên tới vài chục bông. Với giống này thì mình thấy là mùa hè chăm sóc nó tương đối là khó. Khá là giống Juliet, nó thường hay bị đen cành hoặc là bị dẹp. Nhưng các bệnh này thì chúng ta có thể khắc phục được. Nói chung các giống mà chăm sóc tương đối khó thì nó lại có một cái vẻ đẹp mà chúng ta đáng phải trân trọng. Các bạn thấy không? Màu tím rất là hiếm. Và những giống thường có màu tím nhưng mà nó không được dày cánh giống như giống này. William thì cánh nó xếp rất là dày và màu tím từ bên trong tím ra. Nếu như các bạn chăm sóc tốt thì nó sẽ có màu tím đậm hơn và kích thước bông lớn hơn. Còn chúng ta chăm sóc kém mà cây bị bệnh thì cái bông hoa nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ. Giống như kiểu mùa hè, cánh nó cũng sẽ chuyển sang màu đỏ và cánh thưa hơn. Còn về mùa đông thì đa số là cây hoa hồng đều phát triển tốt. Còn những giống hoa hồng ngoại nói chung thì một số các bạn suy nghĩ là nó sẽ yếu hơn các giống hồng ta. Nhưng mình thấy rất nhiều những giống hồng ngoại nó phát triển nó cực kỳ khỏe. Và nếu như các bạn đã chăm sóc qua William Shakespeare hoặc các những giống hoa hồng ngoại thì có lẽ là các bạn sẽ chuyển sang chơi hoa hồng ngoại nhiều hơn. Các giống hồng nổi thì cũng rất là đẹp và phong cánh xếp cũng dày, nhưng nó không có nhiều cái sắc thái và nó không đặc biệt giống như các giống hoa hồng ngoại. Và William Shakespeare là một trong những cái lựa chọn mà rất nhiều các bạn đã trồng qua. Một số các bạn chăm có thể một thời gian nó hỏng nhưng mà các bạn lại phải sưu tầm lại. Giống hoa hồng William này thì nó chỉ có cái màu đậm, tím đậm về mùa đông ở miền Bắc thôi. Còn một số các bạn ở trong Sài Gòn thì có lẽ là rất ít khi được những cái bông hoa nó đậm như thế này. Hoặc một số các bạn chăm ở trong nhà kính, khu vực Đà Lạt, khi mà nhiệt độ nó rơi vào khoảng từ 20 cho đến 25 độ C thì sẽ được cái màu tím như thế này.